vì cùng với chúng tôi qua cà phê sáng Good morning Xuân Kịch Good morning anh Đoàn Trọng và Good morning quý vị khán giả của chương trình cà phê sáng Thưa quý vị như thường lệ thì Xuân Quỳnh xin bắt đầu chương trình cà phê sáng ngày hôm nay bằng những điểm chính của thời tiết Thời tiết ngày hôm nay thì có thể nói thưa quý vị đây là cái ngày mà nhiệt độ cao nhất trong tuần khi mà nhiệt độ cao lên đến 95 độ F và có thể nói là khi mà Kể từ khi mà trời bắt đầu vào thu thì ngày hôm nay có nhiệt độ khá là cao lên đến 95 độ F. và thưa Xuân Bình ngày nào chúng ta cũng thấy cứ buổi sáng thì chúng ta đi làm trời có vẻ hơi âm u một chút dạ xíu. Đúng. Nhưng đến trưa thì có thể nói là nhiệt độ lúc nào cũng lên tới ngoài có 80, 70 mấy độ. Điều đó chứng tỏ mùa hè chưa có Thường là chưa có chào ra đi và mùa thu cũng vẫn chưa hẳn là đến hoàn toàn phải không thưa Xuân Quyền. Dạ vâng. Trong lúc đó thì chúng ta nói đến tất cả những sự kiện liên quan những cái đám cháy ở tại Somona và tại San Bernardino sáng nay là một trong những sự kiện quan tâm đến rất những người cư dân của phía Bắc California cũng giống như ở phía Nam California. Đến thì bây giờ thì ngọn cháy, đám cháy ở Somona nó như thế nào? thưa quý vị một đám cháy dữ dội đang diễn ra tại vùng nông thôn Sonoma và có thể nói là đám cháy này càng ngày càng lúc càng mạnh hơn khi mà tốc độ gió ở những nơi này lên đến 70 dặm một giờ à, các cơ quan chức năng đã ra lệnh sơ tán theo như báo cáo của CBS San Francisco và cái có thể nói là những cái ngọn lửa được cảnh báo đầu tiên là rơi vào khoảng 10 giờ 30 phút tối và có khoảng từ 250 người cho đến 330 người được ra lệnh là sơ tán. Kính thưa quý vị, có thể nói đây là một trong những cái tệ hại lớn lao đối với tất cả những gì mà chúng ta đã thấy diễn ra ở tại California, cháy, cháy và cháy. Nhất là mùa này vào một cái mùa khô, quý vị có điều kiện đi ngang qua những thành phố, những cái khu rừng ở tại miền Bắc, những như tại miền Nam thì quý vị thấy những cái đám cỏ nó vàng khe. Và chỉ cần một cái gì đó có thể nói gây nên đến uh, gọi là hỏa hoạn rất dễ dàng như là một cái tàn thúa hoặc một cái sự, một cái ngọn gió nào đưa tất cả những cái gọi là cái ánh lửa đến đó. Đó là tại Sobona, một cái gọi là county ở tại phía Bắc California nhưng đến bây giờ thì người ta vẫn nói đến ở miền Nam ở San Bernardino, San Bernardino cũng là một trong những sự kiện cho thấy và Xuân Quỳnh theo dõi Xuân Xuân Quỳnh thấy ở tại San Bernardino đám cháy như thế nào? Thưa quý vị ở tại đây thì cũng có những cái đám cháy uh, rất là dữ dội đang diễn ra và đặc biệt hơn là khiến cho cái tình trạng mất điện. Uh, đang diễn ra tại nhiều nơi và vụ mất điện mới nhất bắt đầu vào ngày hôm qua khiến cho khoảng là gần 180.000 người ở 17 quận đã chìm trong bóng tối. Có thể nói là uh, cái vấn đề mất điện này có thể diễn ra cho đến chiều ngày hôm nay. Vâng, Thưa Xuân quyền Nhưng mà có một điều chúng ta có thể nói rằng California ít khi có vấn đề cúp điện. Nhưng đến bây giờ thì có thể con số từ 200 đến 300 ngàn người hiện nay đang mắc phải cái tình trạng cúp điện. Nhưng công ty Pacific Electric họ có cái lý do chính đáng và họ cho rằng tất cả những cái sự kiện cháy mà nếu không cúp điện thì gây ra một cái tai nạn rất nặng nề như những sự kiện đã diễn ra ở County, một cái thành phố có tên là Paradise thì bây giờ chúng ta thấy rằng lẽ dĩ nhiên chúng ta lo lắng về vấn đề hỏa hoạn nhưng bên cạnh đó thì đời sống của chúng ta có thể nói cũng trở nên bất bình thường tất cả những người sử dụng thuốc men ở những cái tủ lạnh tất cả những thức ăn thức uống bị hư hại và có thể nói tất cả những cái tiện nghi của con người qua hệ thống internet cũng bị cấp đi đó là một trong những sự kiện hiện nay đang diễn ra tại california mà công ty pacific electric họ chủ trương rằng họ cần phải cúp điện để bảo vệ tất cả những cái tài khoản của họ khi đám cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào thưa xuân quyền vâng. vâng đến bây giờ thì một vài sự kiện liên quan đến một trong những cái mà chúng ta gọi là vấn đề nạn buôn lậu người chắc quý vị đã biết rằng nạn buôn lậu người là một trong những cái tệ nạn mà được cả thế giới quan tâm đến rất nhiều con số những người xuất phát từ những nước châu Á đi tìm một cuộc sống mới qua hình thức buôn lậu người đã liên tục diễn ra đến tất cả các thành phố của châu Âu cũng giống như Hoa Kỳ nhưng sự kiện thảm hại ngày hôm qua mang lại cái chết của 39 người. Trước đó thì chắc quý vị đã thấy một vụ gọi là buôn bán người tệ hại đã diễn ra tại thành phố Ken cũng tại của Ang Lê và gây nên một cái tai nạn thảm khốc là ngoài trên 50 người đã bị chết. Nhưng hôm qua thì con số 39 người bị chết này họ đến từ đâu và tại sao họ lại đến được ở cái gọi là cái nơi họ mong muốn đến đó là Anh Quốc thừa Xuân Quỳnh. Thưa quý vị, 39 thi thể trên xe container ở khu công nghiệp ở phía đông London đã được cho là những người này là từ Trung Quốc. Và cảnh sát ở đây cũng cho biết là Toàn bộ nạn nhân bao gồm có 31 người đàn ông và 8 người phụ nữ, trong đó thì có một cô gái rất là trẻ, được cho đã cả là đến từ đất nước Trung Quốc. Cảnh sát trước đó cũng đã nói rằng một trong số các nạn nhân là thiếu niên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì đã nói rằng họ đang điều tra thông tin, trong khi đó thì Đại sứ quán Trung Quốc tại London từ chối bình luận về vấn đề này. Theo giới chức Anh thì Trung Quốc hiện đang đứng thứ tư trong nhóm các nước có nhiều công dân trở thành nạn nhân của nạn buôn người vào châu Âu. Wow, Xuân Quỳnh ơi, như vậy thì chứng tỏ rằng một cái quốc gia vĩ đại, một cái quốc gia có một cái nền kinh tế đứng hàng thứ nhì thế giới, một quốc gia mà có thể nói hàng ngày họ thử biết bao nhiêu tên lửa, họ đi, họ cửa truyền bá, gọi là bình trước ở khắp nơi ở Biển Đông nhưng người dân của họ lại đan tâm bỏ xứ sở của họ ra đi thì cái có thể nói mà cái chỉ số đánh giá cái quốc gia đó như thế nào. Thế hại nhất là họ không kiểm soát để cho những người ra đi bị chết trong những cái container ngột ngạt như vậy. Đó là một cái điều cảm thấy xấu hổ cho một cái quốc gia lớn hàng đầu trên thế giới. Có khi nào chúng ta thấy ở Hoa Kỳ này người ta bỏ trốn Hoa Kỳ đi qua quốc gia yeah. khác không? Điều đó là một cái sự kiện mà chúng ta cần phải tìm hiểu và chúng ta nhìn nhận rằng ở tại trung quốc đến bây giờ con người sống ở đó làm ăn ở đó cho dù giàu có trưởng thành và có thể nó họ gọi cái gọi là phát triển một cách phù thịnh cũng đã lần lượt bỏ nước ra đi và ra đi để mang lại một cái chết tệ hại. À, lại nhiên chúng ta không lấy những cái chết này để rồi chúng ta đi đến một cái vấn đề khác. Chúng ta chia buồn với tất cả những nạn nhân kém may mắn này, cho dù yeah. ở trong cái tình trạng nào, nhưng chúng ta phải chủ trương rằng tại sao người ta bỏ ra đi và cái đến là một trong những sự kiện những người nào đã đứng tổ chức để đưa những người này ra đi. Nếu không có những người có thể nói là có những cái quyền lực, có những cái gọi là manh mối để đưa những người ở Trung Quốc lấy đâu họ biết thì họ đi. Bởi thế chúng ta nói đến vấn đề cần phải cải tổ cả cái thế giới này vì sao? Vì con người đã đi đến một cái tình trạng có thể nói rằng ca lớn ăn hết ca bé. Tôi yeah. tôi nghĩ như vậy. À, bây giờ thì chúng ta nói vấn đề mà hiện nay trong những ngày vừa qua, đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta cũng đang nói đến đó là những gì hiện nay đang diễn ra ở tại biên giới của Syria và thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta đã nói đi nói lại số phận của 1.000 người Kurds đã bị Tổng thống Donald Trump bỏ rơi khi ở à, chúng tôi nói lại là 1.000 quân nhân Hoa Kỳ đã ra đi để bỏ lại người Kurds gồm tới 3 triệu, 3.5, 3.6 triệu người ở tại biên giới của Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta nói đến một trong những sự kiện mà Tổng thống Donald Trump có thể nói, ông cũng nói đến rất nhiều, đó là ông đã bại bỏ lệnh chế tài Thổ Nhĩ Kỳ vì ông đã cho rằng đã có ngưng bắn bệnh viện ở tại Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23 tháng 10 vừa qua đã tuyên bố cuộc ngưng bắn tại Bắc Syria nay đã trở thành vĩnh viễn và đã ra lệnh gỡ bỏ tất cả các chế tài đối với Thổ Nhĩ Kỳ và ông cũng bác bỏ những chỉ trích về những quyết định rút lui binh sĩ Mỹ khiến đồng minh của họ là người Kurd đã coi như là bị người Hoa Kỳ phản bội. Chú quý vị, phát biểu tại tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Donald Trump đã mô tả cuộc ngưng bắn là một cuộc đột phá lớn được thương thuyết bởi các phái đoàn do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu. Tổng thống Donald Trump cũng cho hay là đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tài chính đó là ông Steven Mnuchin gỡ bỏ các chế tài, vốn áp đặt lên Thổ Nhĩ Kỳ sau khi mà Ankara tấn công người Kurd. Trừ phi có chuyện gì xảy ra mà chúng tôi không hài lòng. Đó là những lời chia sẻ của Tổng thống Donald Trump. Tại nhiên, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu rằng không có những cái vô hiệu trong cái cuộc tấn công mạnh mẽ của các nhà lập pháp Mỹ về quyết định bất ngờ của ông hồi đầu tháng vừa qua rút quân ra khỏi miền Đông Bắc Syria, mở đường cho một cuộc phản công của Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc hội Mỹ vẫn đang thảo luận về những chế tài riêng của Quốc hội để trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ về cái cuộc tấn công vượt biên giới vừa qua. Tất cả các đồng minh người kết đã giúp Hoa Kỳ trong một cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo và cảm thấy bị Tổng thống Trump bỏ rơi. Chính sách của Tổng thống Trump đã mở cửa cho người Nga cũng có củng cố lại ảnh hưởng tại Syria bằng cách đưa lực lượng này vào vào vùng này và số phận của các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo trong các nhà tù của người Kurds tại Syria vẫn chưa được quyết định và có thể nói những nhà tù đã mở tan hoang và trên 10.000 tù binh của hiện đảm đảo đã, đã bị giam giữ bởi người Kurds hiện nay có thể nói đi lang thang trên khắp đời ở trên miền Bắc Syria. Một giới chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nói với tất cả các phóng viên trong một cuộc hội thoại là dù hầu hết những chiến binh nhà nước Hồi giáo vẫn còn bị giam giữ nhưng nhường như một số nhỏ đã trốn khỏi nhà tù. Ông nói thêm là Thổ Nhĩ Kỳ phải có trách nhiệm truy quét số phận những tù nhân vượt ngục này. Bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ đang lo đổ bộ, đang lo chuyển xe tăng, đang lo giữ một cái vòng đai an toàn và đang co lo những cái cuộc nói chuyện với ông Vladimir Putin để chia sẻ tất cả những ảnh hưởng của họ ở ngay vùng biên giới với Syria. Thì làm sao có đủ thời giờ để mà kiềm chế, truy lùng tất cả những chiến binh Hồi giáo của những cái lực lượng gọi là khủng bố những nước Hồi giáo được. Hiện chưa có chỉ dấu nào cho thấy các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tấn công dân chúng địa phương như lời chỉ trích lo ngại của tất cả các giới chức của tất cả những cơ quan từ thiện đang theo dõi. Nhưng tranh cãi về việc Tổng thống Trump rút quân ra khỏi Syria là góp phần vào bầu không khí xáo trộn tại Washington, nơi đảng Dân Chủ đang tìm cách cách chức Tổng thống Donald Trump qua việc luận tội ông đã vì ông đã có những nỗ lực yêu cầu Ukraine điều tra đối thủ dân chủ của ông, đó là cựu phó Tổng thống Joe Biden. Lãnh đạo khối dân chủ thiểu số tại Thượng viện, Thượng nghị Trắc Sâm đã phát biểu chỉ trích Tổng thống Donald Trump vào tại Thượng viện vào ngày hôm qua. Ba tuần sau khi loan báo rút quân, Tổng thống dường như không có một cái chiến lược rõ rệt nào để bảo đảm đánh bại nhà nước Hồi giáo lâu dài và dọn dẹp những xáo trồn ông đã tạo ra tại Syria. Đó là lời chỉ trích của ông Thượng nghị sĩ Trắc Tổng thống Trump Trung tiếp tục bị chích về những nỗ lực trước đây của Mỹ nhằm giữ giữ gìn lực lượng Mỹ tại Trung Đông và ông nói Hoa Kỳ sẽ để cho người khác chiến chiến đấu trên cái vùng đất mà đã đầy đậm máu này. Nói đi thì chúng ta phải nói lại. Tổng thống Donald Trump ông có cái quan điểm của ông, ông có cái lập trường của ông và ông cho rằng đã đến lúc chúng ta tốn kém nhiều tiền quá chừng chừng hàng trillion đó là đổ lên trên cái vùng đất này và chúng ta không mang lại được một cái thành quả nào và đến lúc phải để cho những người ở bản xứ ở đó họ tự giải quyết vấn đề của họ. Chúng ta không phải bỏ ra để nuôi dưỡng những cán binh, những tù binh, hồi giáo, những người có thể nói làm thiệt hại cái nền kinh tế của chúng ta. Đó là một sự kiện. Nhưng Tổng thống Donald Trump ông đã tuyên bố và ông cho rằng đây là cái sự thành công của Hoa Kỳ khi khỏi được một trong những cái vấn đề khó giải quyết ở tại Trung Đông. Tổng thống Trump tuyên bố là ông đã thành công ở Syria và tạo ra một khẩn khoác bội thu để minh họa cho lời hứa của chiến dịch tranh cử của ông nhằm ngăn chặn sự can dự của người Mỹ vào cuộc chiến có thể nói thao tổn này. Trong những sự rút lui đột ngột mà ông gọi là cái dính máu, Tổng thống Cộng hòa đã nhường lại ảnh hưởng của Mỹ đối với một vùng rộng lớn trong một cái khu vực mà các đối thủ có thể khiến Trung Đông bước vào một cái mùa bất ổn mới kính thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy những cái sự kiện chính trị trải dài ở trên Syria, Trung Đông. Chúng ta chờ xem đường lối mới của Tổng thống Donald Trump hầu có thể đem lại một cái sự thay đổi không khí ở tại Trung Đông cũng giống như tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề tranh cử của ông vào năm 2020. Quý vị đang cùng với Xuân Quỳnh và Đoàn Trọng qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Để tham dự một sinh hoạt có nói là của Hạ viện Hoa Kỳ quý vị mới thấy rằng cái không khí dân chủ và tất cả những sự kiện bình đẳng của con người liên luôn tục liên tục được diễn ra và có thể nói rằng đây là một trong những sự kiện đặc biệt không có một quốc gia nào trên thế giới có thể so sánh được với Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì quý vị phấy phe tất cả các dân biểu của đảng Cộng Hòa họ đã áp chế và họ đã kiềm hãm được một trong những cái cuộc điều trần của bà Laura Cooper, một trong những người có những liên hệ đến với sự gọi là cái cuộc gọi điện thoại giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky của Ukraine. Tất cả những sự kiện có thể nói gây xáo trộn làm gián đoạn cuộc điều trần của bà Laura Cooper nhưng điều đó nói lên tinh thần dân chủ và cái tính đa dạng đa năng của tất cả các vị dân biểu thuộc các phe cộng hòa và hôm nay họ đã nói lên một cái tiếng nói mạnh mẽ để phản ứng lại tất cả những gì mà gần những tháng vừa qua hình như họ đã bị mất tiếng nói của họ ở tại hạ viện Hoa Kỳ ngày hôm qua thì Xuân Bình theo dõi một trong những cái sự kiện mà người ta nói rằng tất cả các phe của cộng hòa đã yeah. làm gián đoạn cái sinh hoạt của tại Quốc hội phải không Xuân Bình? đúng vậy thưa là quan trọng Thưa quý vị, các nhà lập pháp bên đảng Cộng Hòa đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến khích cứng rắn hơn trong cuộc chiến chống lại nỗ lực luận tội Tổng thống từ phía đảng Dân Chủ. Và hôm 23 tháng 10 thì đã gây gián đoạn cuộc điều tra luận tội của Hạ viện và ngăn không cho một giới chức ngũ giác đà nào có thể điều trần các đảng viên của đảng cộng hòa đã xông xáo vào văn phòng điều trần nơi sẽ đã diễn ra phiên điều trần kín giữa tất cả các giới chức quốc phòng của Hoa Kỳ đó là bà Laura Cooper người trông coi tất cả các vấn đề Ukraine và nga các nhà lập pháp và các phụ tác quốc hội cho biết đoàn người đã tiến vào phòng và la hét ầm ĩ đến độ mà họ phải gọi cảnh sát quốc hội lại đến để, để ngăn chặn những người thành viên của đảng cộng hòa bà Cooper bà Laura Cooper tới để điều trần và trả lời chất vấn về quyết định của cựu tổng thống Donald Trump trong năm nay giữ lại ba 391 triệu đô la trong một cái tiền viện trợ an ninh cho Ukraine dù ngân khoản đó đã được quốc hội phê chuẩn. Cuộc điều tra và quyết của nói là tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề điều tra luận tội của Tổng thống Donald Trump và việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine điều tra đối thủ chính trị của ông, đó là ông Joe Biden, một trong những ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Đây là một trong những sự kiện đưa đến tất cả những cái gọi là lem nhem về những gì hiện nay đang diễn ra ở tại Ukraine. Trong một cái cuộc đối đầu đầy kịch tính, thì cảnh sát ở Quốc hội đã được điều động tới để giải tán đám đông và vạn hội trật tự. Một phụ tá bên Cộng hòa đã cho biết như vậy thưa xuân Quỳnh, điều đó có nghĩa rằng dù quốc hội đi nữa cũng vẫn có những cái vấn đề gọi là biểu tình lộn xộn thành ra chúng ta đừng có trách ô tại sao cộng đồng chúng ta chia rẽ phê này phế nọ đó là một trong những cái hình thức dân chủ mà chúng ta cần phải diễn đạt nhưng vấn đề diễn đạt như thế nào một trong những nhân chứng ở bên trong phòng điều trần hôm qua đã cho hay Tất cả các đảng viên Cộng Hòa họ mang cả cái điện thoại di động vào trong cái phòng gọi là điều trần của Quốc hội Và luật của Quốc hội là không cho phép mang tất cả những cái máy điện thoại khi mà họ đang điều trần à, Tất cả những thiết bị gọi là thiết bị điện tử à, Nhưng phe Cộng Hòa thì họ nói rằng luật lệ mà giới lãnh đạo Hòa Biển do Dân Chủ đã đa số đã chiếm đã đe dọa một cuộc điều trần luận tội là không công bằng và hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Hạ viện được quyền điều hành quy định luận tội để để ra các quy định cho cuộc điều tra lẽ dĩ nhiên họ nói rằng lệ quốc hội thì có quyền điều tra nhưng mà phải đi ra trong một cái hình thức gọi là rất công bằng một trong những cái vị dân biểu Stephen Lee đã cho hay là bà Laura Cooper đã không thể điều trần một phụ tá ở Hạ viện nói với cả các thủ tục liên quan đến quá trình luận tội trong ngày 23 tháng 10 phải bị đình hoãn. <laughs> Dân biểu dân chủ Eric software đã nói với báo giới, chúng tôi xem nỗ lực này không chỉ uy hiếp nhân chứng hôm nay mà còn uy hiếp các nhân chứng trong tương lai. Và họ đã có thể nói không dám bước ra điều trần trước Hạ viện và chúng tôi sẽ không lùi bước trước những hành động của tất cả các thành viên của đảng Cộng hòa qua wow, bây giờ thì lại có một cái sự kiện gọi là hai bên đánh đấm nhau là phe cộng hòa lẫn phe dân chủ à, lại nhìn thì phe dân chủ nắm đa số tại hạ viện nhưng phía cộng hòa cũng không chịu nhượng bộ và họ có thể trấn áp để không cho một vài thành viên nào mà có thể mang lại cái sự tổn hại cho tổng thống Donald Trump khi đến điều trần trước quốc hội như vậy thì dân biểu cộng hòa phàn nàn những cái cáo buộc chống lại trong tên tổng thống Trump dựa vào những cái bằng chứng gì đó đấy yeah. chắc là chắc là xuân kỳ đã thấy rằng họ đã dựa vào các bằng chứng thứ hai hoặc thứ ba họ đã bào chữa cho sự thiếu hiểu biết và họ nói rằng họ không đọc tuyên bố gây tổn hại cho nhà ngoại giao họ lên án chiến thuật của đảng dân chủ là không công bằng họ phàn nàn rằng cáo buộc chống lại tổng thống trung dựa trên những bằng chứng thứ hai hoặc thứ ba và thứ tư là một trong những ngày phản đối cẩn thận của các dân biểu cộng hòa và đây là một trong những Vụ sự kiện mà làm cho người ta thấy phía thiểu số ngày hôm nay họ cũng nói lên tiếng nói của họ một cách mạnh bạo. Một ngày sau khi phát biểu thì tại tất cả những giới chức hàng đầu của Ukraine về đưa ra tất cả các đội vấn đề luận tội tại nhà nước thì những người dân biểu Cộng hòa đã họ có những cái phản ứng và ai cũng biết rằng những cái phản ứng này hầu làm sao để bảo vệ được vì gọi là lãnh đạo của họ đó là tổng thống Donald Trump. Bởi thế chúng ta cũng đừng thắc mắc quan binh quan huyện bình huyện làm yeah. vậy ai cũng vậy hết phe nào nắm đa số thì được quyền sử dụng cái quyền đa số của mình nhưng phe thiểu số thì họ cũng chịu làm ngơ họ cũng cương quyết bảo vệ nhưng họ vẫn có một cái lá cờ ở trong tay một cái ván bài ở trong tay đó là quyền hạn của vị tổng thống vị tư lệnh tối cao của Hoa Kỳ đó là tổng thống Donald Trump đó là chuyện ở tại Quốc hội ngày hôm qua bây giờ quý vị cho phép chúng ta trở lại sự một trong những sự kiện ở tại Ukraine À, tất cả những nhà lãnh mà đạo mới đắc cử ở Ukraine đã lo lắng về áp lực từ Tổng thống Mỹ khi điều tra đối thủ dân chủ Joe Biden. Đến bây giờ thì bắt đầu người ta nghe những cái tiếng nói ở tại Ukraine như thế nào về cái sự việc mà họ cho rằng luận tội của Tổng thống Donald Trump. Hơn thái hơi tháng tháng trước đây thì một cuộc gọi điện thoại đã đưa ra để điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump khi họ ông đã có một cái cuộc điện thoại với tất cả những lãnh nhà lãnh đạo của Ukraine đặc biệt là với tổng thống Zelensky khi ông vừa mới đắc cử và trong cái sự kiện đầu tiên người ta nói đến một cái món quà mà là món món hàng viện trợ mà Hoa Kỳ dành cho Ukraine với trị giá lên tới 391 triệu đô la và tổng thống Donald Trump theo tất cả các giới báo chí cho rằng là có thể sử dụng điện thoại để để ép buộc tổng thống Zelensky vì tổng thống đắc cử của Ukraine phải quan tâm và phải điều tra hội dùm ông vấn đề ông Joe Biden và con của ông Joe Biden đã có những cái liên hệ nào với nhà thầu ở tại Ukraine. Thưa quý vị, chi tiết đầy đủ về những gì mà hai nhà lãnh đạo đã thảo luận trong cuộc gọi điện thoại vào hôm Chủ nhật Phục sinh vừa qua chưa bao giờ đã được tiết lộ một cách công khai và không rõ là liệu Tổng thống Donald Trump có yêu cầu rõ ràng về một cuộc điều tra hay không những cái ba hồi ức của cử người khác về việc ông zelensky có trích dẫn cụ thể cuộc gọi đầu tiên với tổng thống donald trump là nguồn gốc của sự bất an của mình hay không Thưa quý vị, dù bằng cách nào đi nữa thì các nhà lãnh đạo mới được bầu của một quốc gia, đây là một cái quốc gia cầu nối giữa Nga và những quốc gia ở trong khối minh ước Bắc Đại Tây Dương mà chúng ta hay gọi là NATO, đã liên kết với Hoa Kỳ để sớm biết rằng sự hỗ trợ quân sự quan trọng có thể phụ thuộc vào công việc ông ta sẵn sàng chọn một phe trong cuộc đấu tranh chính trị của Mỹ hay không. Một cựu diễn viên viên hài đã giành được chức vụ hứa hẹn sẽ làm sạch tham nhũng. Bài kiểm tra chính sách đối ngoại lớn đầu tiên của Zelensky không đến từ nước Nga, mà là từ đồng minh quan trọng nhất của nước Mỹ, Hoa Kỳ. Cuộc họp ngày 7 tháng 5 bao gồm hai trợ lý hàng đầu của ông Andrew Zensmark và ông Andrew Boken. Ông cũng nói rằng cũng trong cái phòng còn có Andrew Kobolek là người đứng đầu công ty khí đốt tự nhiên Natogas và Amol Hossein, một người Mỹ ngồi trong bàn giám sát của công ty ở Ukraine. Văn phòng Tổng thống Zelensky ở Kiev đã không trả lời tất cả các tin nhắn vào thứ tư khi ông đưa ra tất cả những cái lời bình luận. Nhà Trắng sẽ không bình luận gì về việc Tổng thống Donald Trump có yêu cầu điều tra trong cuộc gọi vào ngày 21 tháng 4 hay là không. Đến bây giờ thì cái vấn đề then, then, chốt, cốt lõi của vấn đề liệu Nhà Trắng có đưa ra cái bình luận là Tổng thống Donald Trump có yêu cầu điều tra trong cái cuộc gọi điện thoại với Tổng thống đắc cử Zelensky vào ngày 21 tháng 4 hay là không. Nhà Trắng chỉ đưa ra một bài đọc công khai về cuộc gọi là vào tháng 4 nói rằng Tổng thống Trump đã thúc giục ông Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine thực hiện cải cách, tăng cường thịnh vượng và khắc phục tận gốc tham nhũng. Trong những tháng vừa qua, Tổng thống Trump và các ủy ban của ông thường xuyên sử dụng từ tham nhũng Hồi giáo để tham khảo những nỗ lực kéo dài hàng tháng đã khiến người Ukraine điều tra đảng Dân Chủ. Về Tổng thống Pháp phía tổng thống Donald Trump cũng đã nói rằng ông sẽ phát hành một bản sao của cuộc gọi đầu tiên, nhưng phía Nhà Trắng không có bình luận nào vào thứ tư về việc là khi nào hoặc là nếu điều đó có xảy ra hay không. Sau khi mà tin tức nổ ra thì một người đã tố giác Nhà Trắng đã đệ đơn kiện khiếu nại về cuộc gọi vào ngày 25 tháng 7 với ông Zelensky. Về phía tổng thống Donald Trump đã nói rằng cuộc trò chuyện là hoàn hảo và ông đã yêu cầu người đồng cấp Ukraine làm bất cứ điều gì có thể về vấn đề tham nhũng vì tham nhũng là một cái vấn đề ông rất là quan tâm hiện nay. Lại nhiên thưa Xuân Quỳnh, cái sự kiện này nó chỉ có vòng vo vò ở hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Tổng thống đưa Trump gọi điện thoại phía Dân Chủ thì cho rằng là ông sử dụng cái cuộc điện thoại này để làm áp lực bắt buộc với cái món hàng viện trợ 391. Nếu ông muốn chúng tôi cho ông tiền viện trợ này thì ông phải điều tra ông Joe Biden cũng giống như con trai của ông Joe Biden về tất cả những sự kiện gọi là tham nhũng ở tại Ukraine nhưng mà chúng ta nghĩ rằng ông tổng thống của một hiệp chủ quốc hoa kỳ của một ông donald trump ông đâu có dại khờ để đi lên nói những cái câu nói đó vì tất cả những cái việc làm của ông đều tất cả đều có thâu băng đều tất cả mọi người theo dõi bởi thế khi chúng ta nói cái điều này thì chúng ta suy nghĩ có thể nói là một cái à, chúng tôi không muốn nói đây là một cái lời suy nghĩ ấu trĩ nhưng tất cả những lời buộc tội này cũng khó có đưa đến một cái bằng chứng một cái căn bản để đưa lại cái niềm tin cho tất cả những người đối thủ của ông thuận ý với phe dân chủ để trút phế bởi thế đây chỉ là một tiếng vang trong sa mạc mà chưa hẳn có thể nói tạo nên một cái ảnh hưởng gì vì người cử tri Hoa Kỳ ngày hôm nay họ có đủ tất cả những cái sự kiện những cái gọi là nguồn thông tin để họ đi đến một cái quyết định về tương lai số phận chính trị của quốc gia họ bởi thế tất cả những sự kiện qua lại giữa đảng dân chủ với đảng cộng hòa càng ngày càng đi đến một vấn đề thâm thao và thâm hụt ngân sách quốc gia thâm hụt cái thì giờ để chúng ta lo đến một cái tương lai cho Hoa Kỳ trong lúc chúng ta phải đối diện với nhiều vấn đề đặc biệt là vấn đề kinh tế tại Trung Quốc cũng giống như vấn đề chiến yeah. tranh ở tại Syria. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Mexico City và bãi biển nổi tiếng Acapulco, Tô Bảy. Còn không những chỉ làm ảnh hưởng đến đời sống của gần 8 triệu người dân ở tại bán đảo có tên là Hương Cảng, sự kiện này đã lan tràn ở khắp nơi và một trong những cái tổ chức gọi là NPA liên đoàn bóng rổ của Hoa Kỳ cũng là một trong những cái nơi gây được nhiều tiếng tranh cãi qua những sự kiện liên quan đến vấn đề Hồng Kông. Người ủng hộ kẻ có thể nói lầm lơ đã gây nên một trong những cái làn sóng phản đối mạnh liệt ở những người và trong đó có một nhà đạo diễn làm phim có tên là Andrew Tucker. Andrew Tucker đã tổ chức một cái cuộc biểu tình để phản đối qua một cái cuộc triển lãm của NBA để nói lên chúng ta cần phải ủng hộ những gì hiện nay đang diễn ra tại Hồng Kông thưa Xuân Quỳnh. Thưa quý vị, hàng trăm người biểu tình đã ủng hộ dân chủ đã tổ chức một cuộc biểu tình lại một có thể nói tại một trò triển lãm NBA vào tuần trước mà áo sơ mi màu đen và có dòng chữ là Stan Quyết Hồng Kông. Nhà sản xuất phim ông Andrew Dugan là người tổ chức cuộc biểu tình đã tuyên bố vào hôm thứ Tư trên CBSN rằng kế hoạch tiếp theo của ông đó là đưa một nhóm cựu cầu thủ NBA đến với Hồng Kông. Tôi đang tìm kiếm các cựu cầu thủ NBA để có một chuyến đi, ông Dugan nói, và ý tưởng là đến Tokyo, Nhật Bản, Đài Bắc và tại Đài Loan, sau đó là hãy thử đi và sẽ đưa những cái nhóm này đến với lại Hồng Kông và hãy Lại dĩ nhiên là chúng ta nói đến tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề cầu thủ khởi đi từ là một trong những nhà quản lý của đội bóng Rockets ở Houston. Nhà quản lý này đã tuyên bố họ sẵn sàng ủng hộ tất cả những gì về những người dân Hồng Kông hiện nay đang làm. Tuy nhiên có một cái sự kiện mà người ta bắt đầu nghĩ đến đó là vấn đề liên hệ giữa liên đoàn bóng đá NBA, liên đoàn bóng rổ NBA và những gì hiện nay họ đang khai thác được qua tất cả các dịch vụ quảng cáo của họ ở tại Trung Hoa lục địa. À, chúng ta cũng biết rằng Gen U, U, một trong những cái cầu thủ cao Young minh là một trong những cái cầu thủ nổi tiếng của Rock của Rocket đã từng chơi cho đội Houston hiện nay là chủ tịch liên đoàn bóng rổ của Trung Quốc đã đưa ra những lời ta thán và họ dọa sẽ cúp đi tất cả những cái chương trình truyền hình trực tiếp của NBA chiếu tại Trung Quốc. Đây là một cái nguồn lợi rất lớn cho NBA bởi thế NBA cũng vì cái túi tiền của mình đã không lợm giọng để có thể nói rằng tuyên bố những cái điều mà không mấy làm tốt cho những người hiện nay đang thực hiện những cuộc biểu tình ở tại Hồng Kông. Bởi thế ông Andrew Duken này ông đã kêu gọi tất cả mọi người tụ họp lại trong cái cuộc triển lãm của NBA và phải nói lên một trong những cái tiếng nói gọi là tiếng nói của công lý và chúng ta nhìn xem tất cả những gì đã diễn ra ở Hồng Kông trong những tháng vừa qua. Lẽ dĩ nhiên vấn đề bạo động có thể có lúc cũng có thể nó đi đến một cái tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên những người dân Hồng Kông đặc biệt là giới sinh viên họ đã tỏ ra một cái vấn đề gọi là cái tìm hiểu và tìm nhận thức được cái tương lai của Hồng Kông trong tương lai và đặc biệt là 28 năm nữa nếu họ không nói những điều mà hôm nay họ làm, họ không làm những cái điều hôm nay họ nghĩ thì 28 năm nữa Hồng Kông sẽ như thế nào? Cũng Hồng Kông sẽ trở thành một tỉnh như là Tứ Xuyên, Hồng Kông cũng sẽ trở thành một tỉnh như là Trùng Khánh. Và chỉ vậy mà thôi, người dân Hồng Kông sẽ mất đi tất cả những gì mà 100 năm qua họ đã được đào tạo và giáo dục bởi những người Anh. Và hiện nay thì có thể nói cái tinh thần dân chủ của họ ở một cái mức độ rất cao. Trở lại vấn đề NBA thì chúng ta thấy rằng có thể NBA vì cái túi tiền của họ, vì tất cả những cái sự kiện gọi là lợi tức của họ liên quan đến vấn đề trao đổi gọi là quảng cáo với Trung Quốc và họ đành bỏ đi tất cả những cái lời nói trung thực của những người quản lý mới đội những cái đội bóng ở tại Hoa Kỳ. Bởi thế chúng ta không lấy lầm lại gì khi một cái cuộc triển lãm của NBA đã xuất hiện một cái cuộc biểu tình như vậy. Đó là một cái sự kiện bình thường của con người thôi, xưa Xuân Quyền. Vâng. Yeah. Đó là chuyện ở Hồng Kông. Bây giờ thì chúng ta nói đến sự kiện ở Việt Nam. Đây là một vị tư lệnh hải quân đây là một trong những người mà có thể nói đảm nhiệm một cái chức vụ thứ trưởng bộ hải bộ quốc phòng một cái chức vụ rất là lớn mà bây giờ cũng lại bị đi khởi bị khởi tố và họ cho rằng ông này đã vi phạm quản lý đất. Wow thì có thể chúng ta làm sao nhị được và tưởng tượng được ra kỳ nạn như vậy. Vì hôm 22 tháng 10 Việt vừa qua Việt Nam đã ra một cái quyết định khởi tố nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiếu. Ông này là một trong những vị mang cái cấp bậc gọi là mà người Việt Nam bây giờ hay gọi là quân hàm. Ông Nguyễn Văn Hiến là đô đốc. Về tội của ông là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan đến vụ án út trọc Truyền thông trong nước cho biết rằng cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Viện Kiểm soát Quân sự Trung ương thi hành quyết định khởi tố bị can đối với ông Hiếu từng là tư lệnh quân chủng hải quân theo Điều 360 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, thưa Xuân Quyệt. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Quốc phòng vào hôm 23 tháng 10 cũng đã nói rằng vị cơ quan điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng khởi tố ông Hiến nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, và những người đồng phạm vi phạm các quy định về quản lý đất đai, theo như Điều 229 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo như Điều 174 của Bộ Luật Hình sự. Thông báo của Bộ Chính trị được VN Express trích dẫn cho biết là vị đô đốc của Hải quân Việt Nam trong thời gian giữ cương vị Phó Bí Thư Đảng, Ủy Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã chịu trách nhiệm về những vi phạm và khuyết điểm nghiêm trọng của ban Thường vụ Quân chủng Hải quân trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của ban Thường vụ Đảng ủy về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý. Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng hồi tháng 4 vừa qua đã đưa ra một kết luận rằng Ủy ban Thường vụ Quân chủng Hải quân đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế để làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng bị xử lý hình sự. Ông Hiến là người thứ hai trong quân hải trong quân chủng hải quân Việt Nam được thăng quân hàm đô đốc sau đô đốc Giáp Văn Cương. À, vì đô đốc 65 tuổi từng là tư lệnh vùng 4 hải quân là phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân chủng hải quân. Tháng trước thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thi hành kỷ luật xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng hải quân đối với ông Hiến. Trong những năm gần đây, vấn đề sử dụng đất quốc phòng nổi lên qua sự xung đột giữa người, người dân và chính quyền ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ở Hà Nội. Vụ việc liên tới đỉnh tới đỉnh điểm cao khi người dân bắt giữ 38 cảnh sát xuất phát từ vụ tranh chấp gần 50 hecta đất của xã này mà chính quyền muốn giao cho công ty Viettel của bộ quốc phòng quản lý qua wow, cái vấn đề đất đai thì có thể nói bây giờ nhiều tiền quá đất đai nó nổi lên như vàng thì đó là cái miếng mồi ngon đất nào cũng là quản lý và bán cho chỗ này cho nó yeah. cái điểm bán thì chúng tôi chưa đề cập đến những vấn đề xua đuổi những người dân đi ra khỏi cái vùng đó để chiếm để bán để lấy tiền cái đó là một cái tội phạm với lương tâm của con người gia đình người ta đang ở đang sung sống và sinh sống đang làm ăn tự nhiên xua đuổi người ta đưa người ta đi những cái chỗ khác để mình lấy mảnh đất để làm gì lấy mảnh đất để bán bỏ tiền lấy tiền bỏ tối điển hình là ông đô đốc tư lệnh hải quân mà còn bị cách chức như vậy thì tất cả những người mà có thể nói không có cái chức vụ cao thì họ làm gì quên đi được những cái túi tiền vào cái hầu bao của họ khi mà họ đề nghị vấn đề trao đổi đất và làm những điều bất nhân bất nghĩa như vậy Chúng ta khoan nói đến vấn đề những người lớn sử dụng ảnh hưởng của họ, mà chúng ta nói đến vấn đề những người dân nghèo khổ đang sống trên cái vùng đất của họ sinh sống. Tuy nhiên kêu người ta đi, đi, đi chỗ khác để chỗ này thay đổi, làm quản lý kinh tế, phát triển này, phát triển nọ. Rút cuộc lại người ta ra đi với hai bàn tay trắng, liệu những cái sự kiện đó có thể chấp nhận được hay không, mà tại sao không giải quyết cho vâng. họ. Ngoài tất cả, tất cả các vụ việc mà các đơn vị được cho là mang danh quân đội như chiếm lĩnh sân bay Tân Tân Nhất, và cách một diện tin 157 ha để làm sân góp trong lung quốc gia chúng ta cần có một cái phi trường cần có một cái nơi để bảo toàn an toàn và tất cả cái đường giao thông quốc tế ở tại sân bay thứ nhất nếu quý vị có điều kiện ghé Tân thứ nhất thì quý vị không lạ lùng gì ở phía sau đó gần 157 ha giải quyết để làm sân góp ai là những người chơi góp đó có phải là những người chiến sĩ đã từng chiến đấu để trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam họ sinh tính mạng của họ hay không đây là một cái câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người dân Việt Nam họ vẫn chưa có câu trả lời đối với chính quyền Hà Nội. Vì sao như vậy? Liệu quý vị không có một cái thế lực nào mà quý vị không ngăn cản được 157 hecta đất ngày càng lộ ra rõ ràng khi mà tất cả các vấn đề di chuyển xe cổ bế tắc từ trên gò bấp đi về? Có thể nói trong lúc 157 hecta đất quý vị dành cho những người giàu có sang trọng đi đến đến góp trong lúc cái cuộc gọi là chiến thắng mà quý vị cho rằng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 không xuất phát từ những người đến góp đó mà xuất phát từ những chiến sĩ từ những người du kích có thể nói họ đã hy sinh mạng sống tính mạng của họ hy sinh cả cái sự nghiệp của họ cho một cái cuộc tranh đấu mà họ gọi là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đến bây giờ thì họ bị bỏ lìa ra ngoài xã hội. Và quý vị sử dụng như vậy thì có thể nói không sớm thì muộn gì. Quý vị cũng phải bị phản đối bởi những người dân. Và cái đó thì có đó là một cái luật. Cái, cái điều này là một cái sự kiện hiển nhiên không thể nào mà không xảy ra được. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong thời đó. Trách nhiệm vì hành sự trách nhiệm hình sự vì nếu à, vi phạm lên mức độ nghiêm trọng lại nhiên chúng ta nghĩ xem quý vị con người cái nhân cách của con người, cái tôn trọng nhân quyền của con người không thể đánh giá được 20 triệu à, 20 triệu đô la thì cỡ khoảng 20 triệu Việt Nam. 20 triệu đô la, à, 20 triệu tiền Việt Nam yeah. thì cỡ khoảng à, bao nhiêu nhu quyên sự là bao nhiêu tiền? Gần đô. Giờ, chưa tới chưa tới 1000 đô. Yeah. 8 900 đô la. Yeah. Lạy nhiên anh Đàm Bình Hưng là một trong những ca sĩ được gọi nhiều người biết đến ở Việt Nam anh có thể anh cũng rất bực bội về vấn đề của một người cha đánh đập hành hạ người con nhưng điều đó không có nghĩa ông sử dụng cái số tiền để kêu người khác đi làm một cái chuyện cũng còn tương tự như những cái chuyện khác chúng ta không thể lấy tội phạm để sử dụng cho tội phạm mà chúng ta lấy luật pháp để ngăn ngừa tội phạm bởi thế tôi nghĩ rằng ông hòa này đúng và nhiều phương diện và dạ vâng. chúng ta không chê trách những cái người có thể nói lên tiếng ủng hộ bảo vệ cho những đứa trẻ bị hành hạ một cách có thể nói là tệ hại như vậy nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải làm sao để sống trong một cái không khí một cái thế giới mà mọi người cần phải biết tôn trọng luật pháp chứ không thể nói là nếu như vậy thì chúng ta chỉ biết gọi là sử dụng luật rừng với nhau mà thôi dạ. điều đó dạ vâng là trên Facebook của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì đăng một bài ừ. viết và trong đó có đoạn là treo giải thưởng 20 triệu uống cà phê chơi cho ai tái vô mặt kẻ bạo hành trẻ em. Tôi nghĩ chắc có lẽ đây là một lời nói giỡn chơi nhưng mà cái sự diễn đạt của ông có thể nói không được rõ ràng để làm cho người ta có thể đi đến một cái tin tưởng vào một cái sự thật như vậy. Và nếu một cái tát nó không ngừng lại ở vào một cái điểm yếu ở trong con người gây ra tính mạng người ta thì như thế nào. Nhưng mà chúng ta không thể lấy những cái hành động đó để xử lý chúng ta cần phải giáo dục con người chúng ta cần phải làm sao cho hiểu biết rằng cái nhân cách của con người được tôn trọng như thế nào và đặc biệt là em bé tất cả những trẻ em thì cần được tôn trọng tôi hồi nhỏ tôi ở việt nam thì tôi thấy cũng rõ ràng nhiều khi mình sai con mình Mày chạy đi cái đó đi không được tao đá mày bây giờ ừ. đó là hình như một cái cái có thể nói rằng là nó thấm vào trong cái con người mình lâu nhưng cái điều thấm này không có thể nó được tồn tại mãi mãi được đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta qua cái bài học này cũng rút được một cái một cái việc làm một cái suy nghĩ về những gì mà chúng ta đã vi phạm trong quá khứ. Dạ vâng. Bây giờ thì Xuân Quỳnh tự theo dõi tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề chiếc tàu Hải Dương 8. Đây là một trong những cái sự kiện mà có thể nói bất kỳ người Việt Nam nào cũng hiểu biết và nhìn nhận cái sự kiện này như là một cái vết thương ở trong lòng của chúng ta. Tàu Hải Dương 8, một trong những tàu nghiên cứu và à, làm việc ở tại thềm lục địa Việt Nam đã đương nhiên xâm phạm vào hải phận của Việt Nam, có mặt và làm việc tại một trong những vùng lãnh thổ của chúng ta, đó là bãi tư chính. Và cái sự lui tới của chiếc tàu Hải Dương 8 đã tạo nên những cái lần sống căm phẫn và chúng ta không chấp nhận được cái vấn đề Hải Dương 8 có thể còn tồn tại và có mặt tại bãi Tư Chính. Và hôm nay thì Trung Quốc đã đưa ra một cái tin tức cho biết rằng là Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 sau khi giàn khoan Hankuri 5 đã kết thúc thăm dò. Điều này có nghĩa rằng một cái sự vi phạm trắng trợn phải ông Xuân Quỳnh? Dạ vâng. Thưa quý vị, Trung Quốc vào hôm 24 tháng 10 đã rút tàu thăm dò Hải Dương 8 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ngay sau khi có thông tin là dàn khoan Hakuru 5 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thăm dò gần khu vực Bãi Tư Chính Theo như dữ liệu hàng hải của Marine Traffic được hãng thông tấn Rider trích dẫn vào hôm 24 tháng 10 thì tàu Hải Dương 8 đang rời khỏi vùng biển của Việt Nam hướng về phía Trung Quốc với sự hộ tống của hai tàu khác Trước đó một ngày vào hôm 23 tháng 10 thì các nguồn tin không chính thức cho biết là dàn khoan Hakuryu-5 của Nhật mà tập đoàn Ronsen của Nga thuê thăm dò dầu khí ở lô 0.61 ngoài khơi thêm lục địa Việt Nam đã hoàn thành các hoạt động và bắt đầu rời khỏi vị trí. Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào thăm dò quanh khu vực hoạt động của giàn khoan Hakuryu-5 vào đầu tháng 7 và gây nên căng thẳng gọi là tình hình nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Đầu tuần này, thì ông Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã nêu vấn đề Biển Đông tại diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tuần trước tuyên bố trong một cái buổi tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội rằng Việt Nam sẽ không nhân nhượng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ theo truyền thống trong nước, theo tất cả các tin của tất cả các giới báo chí ở trong nước. Và ngay sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng một ngày, người phát ngôn cảnh sáng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Hà Nội đối thoại với Bắc Kinh để giải quyết cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Chúng ta tranh Chúng ta đâu có tranh chấp mà lại đối thoại Cái đó là quê hương của chúng ta xứ sở của chúng ta cần gì phải đối thoại Vì chúng ta chỉ cần đưa ra Một trong những cái sự kiện phái tàu Đến ở khu vực đó và cho biết rằng Đây là quê hương đất đai của chúng tôi trong vòng hơn 3 tháng qua, thì người phát ngôn nghiên bộ ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần tố cáo Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt Nam, trong khi Bắc Kinh luôn khăng khăng rằng tàu hải dương 8 luôn luôn hoạt động trong vùng biển hợp pháp của họ. Và cho đến tối ngày 24 tháng 10 thì Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về hành động rút tàu thăm dò của Trung Quốc. Công chúng và nhiều chuyên gia trong nước cũng như quốc tế trong những tháng ngày qua đã kêu gọi chính phủ Hà Nội có hành động pháp lý chống lại Bắc Kinh vì hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam như Bộ Ngoại giao đã nhiều lần cáo buộc đối với tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, lẽ dĩ nhiên chúng ta thấy cái tình hình yên ổn ở bài tư chính thì chúng ta cũng có một cái niềm vui ở trong lòng. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta không thể để cho Trung Quốc cứ tiếp tục cái con đường này ngày một, ngày hai. Họ cứ hết xâm lấn chỗ này đến xâm lấn chỗ kia. Quý vị có thể tưởng tượng nếu 160 km cách bờ biển Vũng Tàu mà họ cho rằng đây là phần lãnh thổ của họ thì trong tương lai đảo Phú Quý, tất cả những bãi trước bãi sau Vũng Tàu thì không sớm thì muộn họ cũng cho rằng đây là đất của những người Trung Quốc. Thì bởi thế chúng ta cần phải làm sao, dù ở bất cứ ở nơi nào, dù có thể nói cuộc sống của chúng ta như thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ rằng quê hương của chúng ta hướng về Việt Nam và luôn luôn lên tiếng và bằng những cái hành động gọi là cụ thể nhất để nói lên tiếng nói quê hương của chúng tôi và quý vị không có một cái điều kiện nào, quý vị không có một cái hình thức nào để tiếp tục xâm lấn quê hương của chúng tôi như vậy. vâng. Yeah, à, bây giờ thì chúng ta nói đến tất cả những sự kiện ở Venezuela. À, chắc trong những tháng vừa qua thì chúng ta không nói đến Venezuela nhiều, nhưng mà Venezuela cũng là một trong những cái nơi rất là nóng bỏng, nơi đó có sự tranh chấp của ông à, chủ tịch thượng viện và ông tổng thống Maduro bây giờ thì hoa kỳ đã có những cái đường lối ủng hộ và củng cố xây dựng một cái nền dân chủ mới ở tại venezuela nhưng cái làn sóng những người venezuela cũng tiếp tục rời khỏi quê hương của họ và đi lưu vong xuân quyền có nghĩ là nó lên tới bao nhiêu người không nào cái có thể nói cái con số nó lên tới một là con, 5 triệu người. lên wow. tới 5 triệu người đúng như vậy thưa Xuân Quyền con dạ. số có thể nói nó bắt đầu người ta nghĩ đến những cái làn sống của những người ra đi trong thập niên 80 ở tại biển đông và bây giờ thì người dân Venezuela cũng bắt đầu từ từ bỏ nước ra đi họ không thể nào chấp nhận trong cái cuộc sống cả về hình thức kinh tế lẫn chính trị quá tồi tệ như vậy ừ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi sáng nay và hy vọng quý vị vẫn giữ 56.7 để cùng với Hoàng Trọng Thủy và Thảo Yên qua thời sự thế giới. Chiều nay qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề, chúng tôi gửi đến quý vị một trong những sự kiện mà có thể quý vị nhìn vào đó để thấy sự phát triển của cộng đồng người Việt chúng ta tại hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ như thế nào và tâm tư nguyện vọng của những người gọi là người Việt ra xa tha hương, họ đến với người Việt với nhau như thế nào qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.